Thì ông ngoại mình đang nói về mình đấy. Sau 2 tháng không gặp thì thấy mình gầy và đen hơn. Ông ăn được con gái không? Ăn tốt. Ăn tốt. Còn bà ngoại mình thì? Ăn được hết. Cũng là lần hiếm hoi mà mình lên ông bà mà ra về tay không. Mình không lấy gì cả. Chứ không phải là ông bà không cho. Và cái lý do là công ty tổ chức team building. Và thế là mình lại được về Hà Nội rồi đây này. Nên là cũng tranh thủ về Sơn Tây thăm ông bà mình. Vẫn là canh cái giờ mà kiểu gì ông bà cũng sẽ có ở nhà. Mình về nhà cũng không có báo trước. Thế nên là cũng tính tạo cho ông một sự bất ngờ. Hãy nghe thấy tiếng TV là biết ông ở trong nhà rồi. Bây giờ có vẻ người bất ngờ là mình chứ không phải là ông. Ông bà lại cho ông lên hình ấy. Thôi ông ra mặc cái quần. Thế thì mình quay ra khoe cái quả mít nhà ông vậy. Xong xuôi thì ra nói chuyện với ông đây. Cháu có cả bánh rồi là cơm cháy cho ông bà này. Bánh này thì là do đứa em làm cùng mua tặng ông bà đấy. Ấy mà trùng hợp ghê, cũng đúng lúc là bà mình về luôn. Mình cũng phải hỏi trước ông bà là có ăn được cơm cháy hay không. Xong đấy, ông mình thì bảo ăn tốt, còn bà mình thì ăn được hết. Xong cũng kể là được đâu các bác đi Ninh Bình về mua cơm cháy cho ăn rồi. Ăn ngon lành ý mà. Xong mình cũng phải giải thích luôn, tên cơm cháy thì giống nhau nhưng mà cái cơm cháy Sài Gòn này thì hơi khác khác đấy ông ạ. Xong bóc cho cả ông bà cùng thử để cảm nhận sự khác biệt. Cũng vui là ông bà mình răng vẫn còn khá là khỏe. Nhai cơm cháy cứ giòn tan ra. Mọi người đừng thắc mắc tại sao mà mình không ăn cùng ông bà nha, tại đang đeo niềng răng. Với cả rõ ràng là mua cho ông bà mà lại ngồi ăn cùng thì mang tiếng ra. Nhưng mà trước đấy là mình cũng ăn của ông bà khá khá nhỉ. Thôi giờ là cảm nhận của ông mình về cơm cháy này. Ông này có vị gì? Thơm thơm, cay cay, ngon. Ngon đấy. Bà mình thì so sánh luôn với cơm cháy trước đấy đã ăn thì cái này là nhiều ruốc và dày hơn. Hẻ nói chung là mỗi chỗ có một kiểu chế biến khác nhau. Ông bà mình ăn cả hai loại đều thích là được rồi. Chắc không nói thì mọi người cũng biết là nhà ông bà mình thì không có wifi đâu. Thế nên là lên đây thì quanh quanh ở vườn nhà ông bà chán rồi thì chơi mấy cái trò gọi là xưa xưa cũng chơi. Như đây này, mượn đũa của ông chơi quay cóp. Hồi bé mình chơi thì gọi cái tên như vậy, còn không biết thì mọi người có biết cái trò này không? Nói chung là cũng vui vui. Mà xong cứ đi lại quanh quanh mà động vào cái gì là bà mình cũng sẽ nói cái câu này này. Không. Thôi, lúc nào cũng đem về mà nấu, ông bà nấu ăn đi. Xong quay ra thấy cây chanh nhà ông bà năm nay nhiều quả ghê á. Ai là sốt chấm của mình sau này là không bao giờ lo thiếu nước chanh rồi. À đấy đúng rồi, lại vào đợt làm tương của ông mình rồi. Hỏi thì ông bảo làm đầy 2 chum luôn đấy, nhưng mà hình như là đang không ổn cho lắm. Có vẻ như là ông làm cái mốc tương không thành công. Nhìn chum tương mình cũng hoang mang, không biết là có dùng được không đây. Thôi cứ đậy lại cho ông đã. Nhìn như này có vẻ như là ông sắp bỏ mẻ này và làm mẻ mới rồi. Thì ông ngoại mình rất thích làm tương. Trồng cả đỗ tương đấy, bữa mình quay cho mọi người rồi. Cơ mà lại không được cái tay làm tương. Không hiểu sao ông làm rất dễ bị hỏng. Nhưng mà nhà mình thì không chê bao giờ, ông cứ cho là vẫn cứ lấy. Có tương ăn là tốt rồi còn gì. Mà còn do ông ngoại tự tay làm mà chất lượng đảm bảo luôn. Đấy, đang quay quay thì ông lại bảo đếm cho ông xem có bao nhiêu quả bưởi chua để rằm tháng 8 này ăn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quả. 10 quả. 11 quả. 13, 16. Xong cái cũng tối nên là mình té về. Lần này là tay không. Vì mình không lấy gì cả.